Vì sao thành phố Hồ Chí Minh phải giãn cách? Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định, đây là thời gian quan trọng khi chưa thể đón đầu và truy vết chính xác nguồn lây nên chúng ta phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo vệ lợi ích dài hạn. Từ 0 giờ hôm nay ngày 31 tháng 5, toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng. Ngày 30 tháng 5, cuộc họp về COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh có 379 ca nhiễm, trong đó có 177 ca trong cộng đồng. Chỉ riêng từ 23 giờ ngày 29 tháng 5 và trong ngày 30 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm nhanh và phát hiện 47 ca nghi nhiễm. Trong đó, đa số ca nhiễm có liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. 16 trên 22 quận huyện của thành phố có liên quan đến các ca bệnh này. Cùng dự cuộc họp trên có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình nhận định, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 13 ca trên 1 triệu dân, đây là tình trạng đáng báo động. Sau ý kiến của ông Nên và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong quyết định toàn thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Chỉ thị này quy định không được tập trung trên 10 người, nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo phải nâng cao một số biện pháp và quy định không được tập trung quá 5 người nơi công cộng, cũng như ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Các quy định về giãn cách từng khu vực theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 như hình đồ họa. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp và Ủy ban Nhân dân quận 12 có văn bản hướng dẫn cụ thể việc di chuyển từ các địa bàn khác qua hai địa bàn này. Lập chốt kiểm soát, có thông báo cụ thể trên phương tiện thông tin đại chúng về các tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để người dân biết và thực hiện theo đúng quy định. Doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Chủ cơ sở ký cam kết về an toàn dịch bệnh, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đồng thời thành phố Hồ Chí Minh cũng hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho đến khi có thông báo mới. Ông Phong cũng chỉ đạo tăng cường hơn nữa vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, vận hành tổ COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị để hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm của dịch bệnh. Ở các địa điểm, khu vực đang có dịch, có thể xem xét thành lập các tổ ứng phó khẩn cấp. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định, chúng ta đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp, buộc chúng ta phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả hơn. Đồng ý với giải pháp cách ly xã hội, ông Nên đề nghị tầm soát trên diện rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải báo cáo thường xuyên, kịp thời kế hoạch kinh doanh an toàn theo bộ tiêu chí an toàn của lĩnh vực. Đồng thời rà soát lại các đối tượng, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Cùng với vaccine, cần đẩy mạnh các giải pháp tại chỗ, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố. Trước mắt lấy mẫu ở tất cả các đơn vị bầu cử có hội viên Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cư ngụ và tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Mục tiêu phải lấy mẫu đơn khoảng 50.000 mẫu trên một ngày. Các sở liên quan rà soát, nắm lại các khó khăn của doanh nghiệp du lịch, các cơ sở sản xuất nhỏ để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Các ngành chức năng và địa phương liên quan xem xét và truy cứu trách nhiệm đối với các cá nhân tổ chức cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh. Người dân có thông tin phản ánh về dịch COVID-19, nhất là những vi phạm về quy định phòng chống dịch, gửi thông tin về cổng tổng đài 1022 của thành phố. Người dân thành phố cần tự giác tham gia khai báo y tế đầy đủ và chấp hành nghiêm các yêu cầu của chính quyền thành phố để cùng chung tay chống dịch. Người dân bình tĩnh, không hoang mang, không bình luận chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch COVID-19 để tránh hoang mang dư luận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhắn gửi đến người dân. Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, từ thực tế của đợt bùng phát dịch bệnh lần này, phải nghiêm túc rà soát lại hoạt động của các hội nhóm trên địa bàn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Ông Bình chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch của thành phố và cả nước. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC đã ghi nhận thêm 33 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Tất cả đều liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị số 15, giãn cách xã hội cho toàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 và riêng quận Gò Vấp phong tỏa theo chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày. Như vậy, từ ngày 27 tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm, trong đó 126 ca liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Liên quan Hội Thánh này có 3 ca phát hiện ở các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh. HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan Hội Thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới, vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa ra khai báo hết.
Đến sáng nay, thành phố đã xác định được 2.199 F1 và 60.209 F2 của các ca COVID-19 liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và cụm dịch quận Tân Phú. Sự xuất hiện trở lại hiện nay đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương như là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chính là do không tìm được nguồn lây bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Người dân chủ quan về dịch bệnh, có nhiều cá nhân, tổ chức không khai báo, che giấu bệnh của chính mình và của người thân. Thậm chí có những cá nhân mắc bệnh còn cố tình tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số của Bộ Y tế, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong quá trình truy tìm ổ dịch và phòng chống dịch bệnh. Hàng chục tòa chung cư và bệnh viện hữu nghị Việt Xô bị phong tỏa. Cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn. Tất cả chỉ vì việc khai báo y tế gian dối của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh sau khi đi du lịch Đà Nẵng. Và hậu quả là hàng trăm F1, hàng nghìn F2, F3 phải cách ly. Cùng với đó là nhiều trường hợp F1 đã trở thành F0. Và sau đó vẫn có thêm rất nhiều vụ việc những F1 cố thủ trong nhà hay trốn khỏi khu cách ly. Hay một số người dân ở Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương đã bị phạt hành chính về khai báo gian dối liên quan đến ổ dịch bệnh viện ca, gây bức xúc trong dư luận. Ví dụ mình khai báo đúng thì người ta chỉ cách ly một mình. Thế nhưng mà lại không khai báo đúng, lại cứ nói dối như thế là lại còn đi nhiều nơi như thế là lây ra rất nhiều người, là tác hại quá nguy hiểm. Rất là bất bình, bởi vì trong khi cả nước, tất cả các cấp chứ không riêng gì với Bộ Y tế, người ta đang phải oằn mình lên để chống dịch cho toàn thể nhân dân, thì lại bên cạnh đó có những cái một cái số cá nhân mà kiểu như ý thức kém như vậy, làm cho kiểu cái dịch bệnh kiểm soát khó khăn hơn. Quan điểm của tôi là mọi người dân có thể làm gì thì làm, nhưng phải tuân theo pháp luật, đúng phạm trù của mình, và nhất là không được ảnh hưởng đến tất cả những người dân xung quanh. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của vợ chồng ông Thanh đã có dấu hiệu của tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nhưng chính việc xử lý chậm trễ dẫn đến tình trạng nhờn luật trong một số người dân. Cái mức hình phạt, kể cả hình phạt chính lẫn hình phạt bổ sung, là tối đa là lên tới 12 năm tù, và còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ. Theo tôi là đã đủ yếu tố là răn đe cũng như giáo dục chung đối với xã hội. Thế tuy nhiên tại sao mà những cái hành vi này nó vẫn diễn ra? Bởi vì phải nói là lần đây cũng phải là lần đầu tiên Việt Nam xảy ra tình trạng dịch bệnh như thế này. Thế nên là đôi khi các cơ quan, ban ngành còn coi những người mắc bệnh hay là những người mà không may bị nhiễm bệnh là nạn nhân của cái dịch bệnh, chứ chưa xem họ là chủ thể của pháp luật hình sự. Trước đó, nhiều tổ chức cá nhân cũng đã bị xử phạt vì những hành vi gian dối trong phòng tránh dịch bệnh. Điển hình là sự việc 4 thanh niên ở Đông Triều, Quảng Ninh và Kinh Môn, Hải Dương bị xử phạt 100 triệu đồng vì cố tình trốn qua chốt kiểm soát. Hay việc một cửa hàng bán phở ở Hạ Long bị xử phạt 15 triệu và đình chỉ kinh doanh vì để đông người vào ăn, sau đó ngăn chặn cán bộ vào phun khử khuẩn. Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Y tế, có khoảng 20% các bệnh nhân mắc COVID-19 khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác với cơ quan chức năng, chưa kể hàng trăm F1 không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp với lý do tôi vẫn khỏe, gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết cũng như làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình vẫn đang trong quá trình kiểm soát. Tuy nhiên, cùng với việc thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó thì ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là rất quan trọng để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, dịch bệnh căng thẳng, tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta vẫn tiếp diễn. Không chỉ trên biên giới bộ mà tại những địa phương có biển, tình trạng cũng đang căng thẳng. Tại thành phố biển Hải Phòng, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng chống người xuất nhập cảnh trái phép trên biển và quản lý người vãng lai tới những địa phương ven biển làm phức tạp hơn tình hình phòng chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng đang cùng với ngư dân phối hợp thông tin liên lạc thường xuyên và liên tục, đảm bảo phòng chống dịch từ xa. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Cảng cá thuộc phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Hàng chục tàu cá của ngư dân nhiều tỉnh thành phía Bắc tập kết ở đây mỗi ngày. Đây cũng là địa bàn có nhiều thương lái, ngư dân lạ thường xuyên xuất hiện. Do vậy, việc kiểm soát người từ biển và đất liền là khá phức tạp. Những chủ tàu như anh Trương thường xuyên giao cá tại đây. Anh phải thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo thông tin cho lực lượng chấp pháp trên bờ và trên biển. Chúng em đã được khuyến cáo của địa phương cũng như là cơ quan đồn biên phòng 38
là thường xuyên là trao đổi với nhau. Nếu khi chúng em là những người dân mà gặp những cái đối tượng lạ mà em đang đánh bắt nguồn lợi thủy sản thì em sẽ kết hợp với đồn biên phòng báo cáo về cho các cơ quan chính quyền đây giải quyết. Còn lực lượng bộ đội biên phòng đồn 38 đóng ở địa bàn phường Hải Sơn cũng phải thường xuyên tuyên truyền giám sát các ngư dân ra vào khu vực này. Thì đồn biên phòng Đồ Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cho quần chúng nhân dân và ngư dân làm ăn trên biển thực hiện nghiêm cái thông điệp 3-0. Một là không xuất cảnh trái phép, hai là không bao che tiếp tay và ba là không môi giới với các cái đối tượng có cái hoạt động và ý định xuất nhập cảnh trái phép. Chúng tôi cũng đã phối hợp với biên phòng Đồ Sơn là thành lập các cái chốt kiểm soát dịch bệnh liên quan đến các cái phương tiện của người rồi các cái địa phương khác đến buôn bán và vận chuyển thủy hải sản ở trên địa bàn để đảm bảo tốt công tác truy vết khi có những tình huống xảy ra. Thời gian qua, cùng với các địa phương có đường biên trên đất liền và trên biển, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đang thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Theo đó, đã có hàng chục đợt tuyên truyền, quán triệt tinh thần và nội dung của phong trào này tới quần chúng nhân dân và chính quyền các địa phương. Do vậy, từ tháng 3 tới nay, việc kiểm soát người xuất nhập cảnh trên đường biển và đất liền trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã không xảy ra, góp phần vào việc phòng chống COVID-19. Thưa quý vị, Bắc Giang là một trong những địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của miền Bắc. Địa phương này cũng đang là điểm nóng trong đợt dịch lần thứ tư tại nước ta. Nhiều nông sản do bà con nông dân địa phương sản xuất đang không tiêu thụ được. Và để tránh thiệt hại lớn cho bà con nông dân, những ngày này đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi giải cứu dưa hấu hay là dưa lê. Hiện nay tại Bắc Giang đang có hàng chục nghìn tấn nông sản đang đến mùa thu hoạch cần tiêu thụ sớm. Cụ thể, sản lượng 44.000 tấn thịt lợn, 10.000 tấn thịt gia cầm, gần 15.000 tấn thủy sản, 20.000 tấn rau các loại, 15.000 tấn dứa, 180.000 tấn vải thiều đã vào vụ thu hoạch. Trong đó đặc biệt là vải thiều cần hỗ trợ tiêu thụ gấp. Trong đó, huyện Yên Dũng đã ra công văn kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ 2.000 tấn dưa hấu, dưa lê cho nông dân. Trên nhiều trang mạng, hội nhóm cũng tràn ngập những bài đăng bán dưa hấu, dưa lê giải cứu cho Bắc Giang với giá rất rẻ, chỉ từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg. Để khắc phục khó khăn trước mắt, lãnh đạo các huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp, thương lái thu mua kết nối các bếp ăn quân đội, khu cách ly tham gia hỗ trợ trong việc tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, phía Nhật Bản ngày hôm qua đã cấp phép thêm cho 2 cơ sở xử lý vải tại Hải Dương. Cụ thể, 2 cơ sở này có 3 buồng xử lý với công suất mỗi buồng vào khoảng 2,5 cho tới 3 tấn một mẻ. Với sự bổ sung này, tổng cộng suất xử lý vải trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản được nâng lên khoảng 35 cho tới 40 mẻ một ngày, cao gấp nhiều lần công suất xử lý của năm 2020. Ngoài tăng số lượng buồng xử lý, năm nay quy trình cũng được cải tiến nhằm giảm bớt thời gian và chi phí sơ chế. Quá trình kiểm định thực vật và cấp giấy chứng nhận đều được cục bố trí nhân lực giám sát thực hiện tại chỗ. Bên cạnh đó thì quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19 cũng được tăng cường. Thưa quý vị, cùng vải và nhiều loại nông sản khác thì hiện đã có thêm sản phẩm hành tím Vĩnh Châu 3 sao OCOP, đặc sản của tỉnh Sóc Trăng đã được hỗ trợ tiêu thụ thông qua giao dịch thương mại điện tử và chương trình gian hàng Việt trực tuyến do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn và Tổng công ty Bưu chính Viettel, Viettel Post phối hợp thực hiện. Sau 10 ngày triển khai hỗ trợ tiêu thụ, đã có gần 10.000 đơn hàng đã được đặt hàng và khối lượng tiêu thụ lên tới gần 30 tấn hành tím đã đến được tay người tiêu dùng. Thống kê từ sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn, lượng tiêu thụ trung bình từ 3 cho tới 5 tấn một ngày. Ước tính sau khi kết thúc chương trình vào cuối tháng năm này sẽ có khoảng 150 tấn hành tím của bà con Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sẽ được hỗ trợ tiêu thụ. Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều sản phẩm nông sản vẫn đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, cùng với kênh phân phối truyền thống đang đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thương mại điện tử cũng đang từng bước trở thành một kênh phân phối mới, hiện đại và hiệu quả giúp bà con nông dân.